Song Hye-kyo cần thay đổi những điều này nếu muốn giữ vị thế. Từng là cái tên sáng giá trong mắt của nhiều đạo diễn đình đám tại KBIS, nay danh tiếng của Song Hye-kyo đã không còn như trước, bởi hầu hết các bộ phim lên sóng gần đây, nhất là Now We Are Reckoned Up và Encounter đều thất bại, ít được công chúng chú ý đến. Nguyên nhân là do diễn xuất của vợ cũ Song Joong-ki đang ngày một thụt lùi. Bên cạnh đó, việc cô liên tục hợp tác với đàn em kém tuổi khiến công chúng không quá mặn mà với những lần tái xuất trên màn ảnh của Song Hye-kyo. Sắp tới đây, mỹ nhân họ Song sẽ nên duyên cùng hậu bối Lee Do-hyun trong The Glory, tác phẩm mới của biên kịch Hậu Duệ Mặt Trời. Phim kể về cuộc đời Moon Dae-min do Song Hye-kyo thủ vai. Cô tồn tại trên cuộc đời chỉ để trả thù những kẻ đã bắt nạt mình thời thơ ấu. Về mặt nội dung và phía ekip, đây thực sự là bộ phim đáng mong đợi trong năm 2022. Nhưng sự trở lại của Song Hye-kyo cùng đàn em nhỏ tuổi khiến người xem ngao ngán không thôi. Một số bình luận của netizen. Song Hye-kyo mà cứ tiếp tục hợp tác với đàn em nhỏ tuổi hơn thì sẽ tiếp tục bị chỉ trích thôi. Cô ấy định tìm một Song Joong-ki thứ hai à? Phim nào Song Hye-kyo cũng đóng một kiểu vai, chỉ khác mỗi bạn diễn. Cô này toàn lựa hậu bối hot để đóng cặp, còn diễn xuất của bản thân thì cứ dậm chân tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, Song Hye-kyo còn phải đối đầu với các đối thủ vô cùng đáng gờm từ nhan sắc đến diễn xuất chính là Lim Ji-yeon. Trong phim, Lim Ji-yeon hóa thân thành Park Yeon-jin, kẻ thù không đội trời chung của Moon Dae-min. Nhiều người cho rằng, riêng về ngoại hình, thì Lim Ji-yeon đã đủ lấn át Song Hye-kyo. Lim Ji-yeon nổi tiếng qua những vai diễn gợi cảm, quyến rũ khiến người xem không thể rời mắt. Ngoài ra, lối diễn của cô cũng được giới chuyên môn đánh giá khá cao và từng được vinh danh tại MBC Grammar Award cho giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất. Có thể thấy, nếu như Song Hye-kyo cứ dậm chân tại chỗ thì cô sẽ bị đồng nghiệp và đàn em vượt mặt trên màn ảnh lẫn đời thực. Song Hye-kyo là nữ diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc, tên tuổi của cô ngày càng tỏa sáng trong và ngoài nước. Nhờ vào thành công của Trái tim mùa thu, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời. Cô giành nhiều giải thưởng danh giá và được mệnh danh là quốc bảo nhan sắc của Hàn Quốc. Tuy nhiên, có khá nhiều tin đồn về bệnh ngôi sao hay cuộc hôn nhân tan vỡ làm ảnh hưởng khá nhiều đến hình ảnh của cô. Trong thời gian hoạt động nghệ thuật của mình, scandal đình đám gây nhiều thị phi nhất của cô là việc trốn thuế. Theo kết quả điều tra, Song Hye-kyo đã khai thiếu tổng cộng 2,5 tỷ won trong 3 năm. Tuy nhiên, đại diện của cô cho biết đây là do sơ sót của bên cung cấp dịch vụ tính thuế. Song Hye-kyo đã khắc phục bằng cách nộp thuế đầy đủ, gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ. Dù vậy, scandal này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng và sự nghiệp của cô. Sau vụ việc 2 năm, khán giả mới được nhìn thấy cô trên màn ảnh trong Hậu duệ mặt trời. Bên cạnh scandal trốn thuế, thời gian gần đây, khi Song Hye-kyo tấn công vào thị trường phim ở Trung Quốc, thì cô lại vướng phải tin đồn mắc bệnh ngôi sao và có biểu hiện trốn thuế. Hiện những tin đồn này đang gây ảnh hưởng xấu đến sự khởi đầu của cô tại thị trường tiềm năng này. Ngoài sự nghiệp, chuyện tình cảm của Song Hye-kyo cũng luôn là đề tài được công chúng quan tâm hàng đầu. Trước khi kết duyên và sau đó là ly hôn bất ngờ với Song Joong-ki, Song Hye-kyo đã từng có hai mối tình với hai chàng diễn viên đình đám của Hàn Quốc là Lee Byung-hun và Hyun-bin. Mối tình đầu của Song Hye-kyo với anh chàng đào hoa Lee Byung-hun chỉ kéo dài một năm. Sau khi chia tay, có nhiều tin đồn không hay và để lại một vết thương rất sâu khiến cô không thể mở lòng trong gần 4 năm. Sau đó, cô công bố hẹn hò với Hyun-bin trong 2 năm thì chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Những tưởng Trái tim băng giá đã khép lại từ đây, nhưng chính sự chân thành của Song Joong-ki đã làm tình yêu trong nàng sống dậy. Họ gặp nhau trong Hậu duệ mặt trời và tiến tới hôn nhân vào năm 2017. Mối tình đẹp như mơ của cặp đôi quyền lực showbiz Hàn Song Joong-ki và Song Hye-kyo đã làm thỏa lòng người hâm mộ khi có một kết thúc đẹp. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, cả hai đều im lặng trước dư luận về những đồn đoán ly hôn và khẳng định vẫn ấm mềm. Thì ngày 27 tháng 6 năm 2019, Song Joong-ki chính thức đệ đơn ly hôn Song Hye-kyo. Thông tin đột ngột khiến người hâm mộ bàng hoàng.